chờ mãi để được gặp mặt mãi rồi đẹp gì. Em cảm thấy rất là vui và phấn chấn khi sau bao nhiêu ngày cũng được quay trở lại học cùng với lại thầy cô và bạn bè. Vì năm nay là năm cuối ở lớp 12 rồi nên là em cũng muốn có thêm nhiều kỷ niệm thầy cô bạn bè hơn, được tiếp xúc cũng như là dễ tiếp cận với bài vở hơn là qua một màn hình máy tính. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vô cùng quan trọng, do đó việc đến trường học trực tiếp khiến cho em tiếp thu kiến thức dễ hơn và được thầy cô chỉ bảo tận tình. Em cũng hy vọng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi. Bên cạnh đó, em cùng các bạn cũng được tiêm đủ 20 vaccine để nhanh chóng trở lại trường và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nhà trường cũng đã chuẩn bị về phòng dịch cho học trò và chuẩn bị đầy đủ các cơ sở trang thiết bị y tế, khử khuẩn, máy thước đo thân nhiệt tự động ở các cầu thang và nước sát khuẩn tay ở trong từng lớp. Ở trong ngành y tế của chúng ta nữa thì rất mong các em là cố gắng để chấp hành. Đó. Là đề giá trị của cái học trực tiếp nó vui đấy.